trước phản ảnh phần diện tích mà hai công trình sẽ chui tại dự án bảo tàng tỉnh trước đó đã được cơ quan chức năng quảng ngãi cấp sổ hồng cho công ty đoàn anh dương phóng viên nhân việt đã tìm hiểu làm rõ thông tin này ông đoàn sung đại diện công ty đoàn anh dương chủ đầu tư xác nhận hai công trình bị cơ quan chức năng xác định làm trái phép được xây dựng trên phần diện tích mà cơ quan chức năng quảng ngãi đã cấp sổ hồng cho doanh nghiệp tại buổi làm việc vào sáng nay ngày 1 tháng 12 đại diện sở xây dựng tỉnh quảng ngãi cho biết theo quy định để được cấp sổ hồng, chủ sở hữu phải có sổ đỏ và giấy phép xây dựng. Thế nhưng đến thời điểm này, hai công trình tại Bảo tàng Quảng Ngãi, Sở xây dựng chưa cấp phép bao giờ để tiếp tục làm rõ vụ việc. Vào hôm qua, ngày 30 tháng 11, tại buổi làm việc với phóng viên, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ kiểm tra và trả lời cụ thể về nội dung này cho phóng viên.